À, đây là một dòng Yamaha CLP 120. Dòng này dáng rất là đẹp, màu nâu gỗ, nhìn sang trọng, phím rất là ok nha mọi người nha. Được thiết kế các chức năng những nút ở trên đây dễ sử dụng. Và bây giờ mình sẽ demo âm thanh để mọi người có thể phân biệt được nhé. Video tiếp theo mình xin giới thiệu với cả nhà, đó là dòng Yamaha IDP151, được thiết kế gọn hơn một xíu đối với dòng CLP120. Dòng này phím rất là bền và được tổ hợp phím các chức năng trên đây rất là gọn gàng nha mọi người nha. Đó, mọi người thấy đó, âm thanh của nó rất là hay. Và bây giờ mình sẽ đánh cho mọi người